tại sao chúng ta phải đọc sách. Thực sự là sách nó có mang lại nhiều cái giá trị hay không? Nó có giúp cho tôi trở nên thông minh hơn hay là hạnh phúc hơn hay là giàu có hơn hay không? Đó là hàng loạt câu hỏi mà rất rất nhiều người đang đặt ra. Và tôi đứng ở đây để không phải trả lời cái câu hỏi đó. Cái điều mà tôi thực sự quan tâm ở đây á là chúng ta nên đọc loại sách nào, đọc bằng cách thức gì và nên đọc vào cái thời điểm nào để có thể tiếp thu kiến thức một cách tối ưu nhất. Giống như tôi ở đây, chúng ta không nên định kiến sách chỉ là những trang giấy truyền thống một cách thông thường. Ví dụ như tôi đang trải nghiệm một cuốn sách gọi là Tinh Hoa Hội Tụ, được mang tên là Miss Universe năm 2024, gồm có 4 chương là Image, Independence, Inspiration và Intelligence, gồm có 18 tập, cùng với đó là 31 cuốn sách xinh đẹp đang đồng hành cùng với tôi. Và hơn hết là có rất nhiều cuốn sách chuyên môn đang ngồi ở đây, là nhà sản xuất, là CEO, là nhà thiết kế thời trang, là fashion director, là hoa hậu, và còn có hàng trăm người cùng đồng hành. Đó là những cuốn sách di động, là đạo diễn, là ekip, là âm thanh ánh sáng, là những bạn trong ban quản lý thí sinh. Và rõ ràng những cuốn sách này hoàn toàn free, và tôi sẽ phải dùng 200% trí não để có thể tiếp thu những cuốn sách tinh túy này. Và đặc biệt cuốn sách này không đụng hàng, thưa quý vị.